Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và anh chị em đã đến với kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày làm việc mới thật là nhiều niềm vui, một tuần làm việc mới nhiều năng lượng và nhiều may mắn. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em trên màn hình 0832625789 để em Thanh gửi hàng ạ. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo sơ mi họa tiết anh các chú ạ, full luôn. Tất tất cả các áo này ngày hôm nay nó đều là áo họa tiết, hình như có một vài mã mà em thấy nó cũng rất là đẹp mà nó kiểu trơn mà cực kỳ vip thì em mới lên thôi. Còn chắc là cỡ khoảng tầm 90% là áo họa tiết ạ, với nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng khác nhau. Và hôm nay thì em sẽ lên các mã áo của Hàn, của Nhật và có một số mã áo của Hawaii nữa. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh các chú mình nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh các chú mà có đặt hàng nhưng mà vì một lý do mình không có nhận thì vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều giúp em 30 ngàn nhé. Và các anh các chú biết đấy ạ, những cái áo họa tiết này thì phù hợp với phong cách các anh các chú mà tầm từ trung tuổi trở lên ý. Cũng có một số mã dành cho các anh các chú mà trẻ trẻ tuổi. Tuy nhiên thì là nó mặc theo cái phong cách là phóng khoáng, thời trang phóng khoáng mình để đi du lịch, đi chơi hoặc là mặc ở nhà, mặc đi cà phê. Hoặc là những anh những chú mà mình cái công việc của mình nó không bị gò bó về thời trang ấy thì mình có thể mặc. Đó, và không để các anh các chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm các anh các chú ạ. Em hôm nay em tiếp tục lên mã X ạ. Đầu tiên mã X61. X61 vai 5, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70 đấy ạ. Một em chất nó kiểu chất như chất von đấy các anh các chú ạ, rất là nhẹ này. Nền của nó là nền màu xanh than nhá, có họa tiết màu xanh nhạt. Đó. Họa tiết nhí. Con này là của Hàn, vạt ngang các anh các chú ạ. Đây các anh chú có thể nhìn này. Cái bề mặt vải sờ ấy thì nó hơi hơi nhăn lên một xíu. Con này rất là đẹp đấy ạ. Đây tác của Hàn đấy ạ. Đó, mặc nó rất là nhẹ nhàng. Con này là họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Anh chú có thể quan sát giúp em chất liệu của nó này. Nó có độ bay nhá. Mã X61, vai 45, bụng 51 và dài 70. Một em áo của Hàn giá 300.000 anh chú ạ, 300.000. Tiếp theo em lên mã X62. Vai 43, bụng 51 và dài 70. Mã X62 ạ. Form này thì nó hơi nhỏ đấy ạ. Chất 100% cốt tông, áo có túi ngực anh chú nhá. Đó, nền màu trắng này có họa tiết là hoa màu đen. Cái này thì cái vạt phía dưới nó hơi lượn một xíu anh chú ạ, nó hơi bầu. Mã X62, 100% cốt tông ạ. Vai 43, bụng 51 và dài 70. Em này là cũng là của Hàn anh chú nhá. Giá là 280.000. Đó, kiểu dáng nó rất là đơn giản thôi. Họa tiết cũng đơn giản, phù hợp với những chú. Kể cả những anh chú mà đi làm văn phòng mình không cần mặc đồng phục ý, thì mặc những em này là mặc áo sơ mi cũng ok đấy ạ. Chất rất là mềm mát. Mã X62, vai 43, bụng 51 và dài 70, giá 280.000 ạ. Mã X63, vai 42, bụng 48 và dài 73. Form này thì nó hơi nhỏ các anh các chú nhá. Mã X63, vai 42, bụng 48 và dài 73. Đây con này thì nó có túi đấy ạ. Nền màu xanh này có họa tiết trắng. Áo này của Hàn nghe chú nhá. Và phần tay của nó đấy ạ. Phần tay nó là ngắn tay nhưng nó có cài như thế này. Kiểu dáng cực kỳ trẻ trung. Mã X63, vai 42, bụng 48 và dài 73, giá 250.000 ạ. Mã X64, một em áo này. Anh em chú có thể nhìn áo lụa, một em áo lụa của Hàn Quốc. Mã X64, vai 49, bụng 58 và dài 76. À, chất của nó nhá anh em chú ơi, nó rất là đẹp luôn, em không thể tả được cái anh em chú ạ. Nhiều khi là em chỉ mong là các anh em chú mà những ai mua được cái để mình cảm nhận được cái chất liệu của nó thôi, chứ còn nhiều khi em tả em bảo là nó mềm hay là nó mát các anh em chú không thể cảm nhận được hết đâu, bởi vì thực sự nó rất mát mẻ. Đó, áo có túi ngực nhá, họa tiết cực kỳ đẹp anh em chú ạ. Chất này thì nó không phải là quá mỏng đâu nhưng mà nó lại rất là mềm và mát, có độ bay các anh em chú ạ. Vạt ngang, họa tiết thì rất là dễ mặc rồi đúng không ạ? Những cái tông màu này dễ mặc lắm các anh chú ơi. Đó, họa tiết hình lá cọ ấy. Một em áo của Hàn Quốc, mã X64, vai 49, bụng 58 và dài 76, vạt ngang các anh chú nhé. Vạt ngang mà không có xẻ đâu ạ. Mã X64 này, vai 49, bụng 58 và dài 76. Em này giá 350.000. 350.000 rất là mới luôn ấy. Con này độ mới cực kỳ cao, màu sắc đẹp. X64 ạ, 350.000. Em lên mã X65, một em của HM các anh chú ạ. X65,
Vai 51, bụng 66 và dài 79. Em này thì form khá là rộng đấy ạ. Đây, nền của nó là màu xanh than này, có họa tiết lá màu trắng của HM các anh các chú nhá. Đây ạ. Form này khá là to đấy, mà chất nó cực kỳ mát đây. Mát lắm, rất rất nhẹ ấy. Đó, vạt thì nó hơi hơi lượn một xíu thôi ạ, không nhiều. Form này to lắm anh các chú ạ. Cái này các anh chú mà đến 85 cân vẫn mặc được nhá. Đây ạ, em áo HM. Biết sản xuất ở Ấn Độ, xuất Hàn, xuất Nhật các anh các chú ạ. Siêu siêu mát này, chất 100% cotton. Áo này thì nó có túi ngực đây ạ. Đây. Mã H65. Vai 51, bụng 66 và dài 79 á. Em này giá 300 nghìn nhá anh em chú, một em HM này, rất mát mẻ. Tiếp theo em lên mã X66. Vai 47, bụng 58 và dài 71. Vai 47, bụng 58 và dài 71 anh em chú ạ. Một em đây ạ, chất cotton 100% nhá. Rất là mát, nền màu xanh than này, có họa tiết cực kỳ đẹp. Con này là Suboy, hàng của Việt Nam xuất Nhật anh em chú ạ. Vạt của nó là vạt ngang như thế này. Chất mát rười rượi luôn, những con này chất nó rất là mát, mặc như không mặc luôn ý. Như bố em chẳng hạn, bố em thì người khá là to, rất thích mặc những con áo này bởi vì là mùa hè nóng ấy. Với lại ở Sài Gòn thời tiết mùa này nó nóng, thì bố em chỉ ngày nào em thấy mặc những áo họa tiết này, cứ lấy hàng về là có cái nào vừa là bố em lấy mặc thôi. Mã X66, vai 47, bụng 58 và dài 71 ạ. Ôi đẹp lắm, giá 350.000 anh nha chú ạ. Con này thì xuất sắc luôn, mà cái form nó rất là vừa phải nhá, phù hợp với vóc dáng của người châu Á mình anh nha chú ạ. Mã X66, vai 47, bụng 58 và dài 71 ạ. Một em Việt Nam xuất Nhật này, giá 350.000, cực kỳ đẹp luôn. Đó, áo có túi ngực nhá các anh các chú, chất mát rượi. X67 ạ, X67, vai 49, bụng 56 và dài 70 các anh các chú ạ. Vai 49, bụng 56 và dài 70. Đây, nền của nó là màu vàng cát này, có họa tiết cây xương rồng ấy. Đó, áo này là của Hàn các anh các chú ạ. À, một em áo của Hàn đây. Chất này nó kiểu là 100% cotton nhưng mà nó cũng kiểu không phải là mỏng tang đi ấy. Đấy, áo này thì nó hơi lượn này mà nó có một cái túi ở bên này các anh các chú ạ. Đó. Màu cực kỳ đẹp luôn. Đúng không ạ? Rất là trẻ trung lạ mắt các anh chú. Chất đẹp lắm, con này kiểu chất nó thế nào nhỉ? Em phải tả nó là giống như là chất cái chất lụa của áo, gần như chất lụa của áo Hawaii nhưng mà nó còn mềm hơn cơ. Đây ạ, nó có kiểu vải sớ ngang đấy ạ. Rất là đẹp. Áo của Hàn đấy chú nhá. Mã X67, vai 49, bụng 56 và dài 70, giá 350.000. 350.000 em này các anh các chú nhá. Cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn đấy ạ. Mã X67, vai 49, bụng 56 và dài 70. Giá 350.000 ạ. Hôm nay thì nhiều hàng xuất sắc lắm. Mã X68 này, vai 45, bụng 51 và dài 69. Vai 45, bụng 51 và dài 70 các anh em chú ạ. Một em áo của Nhật đây ạ. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Đây. Cái này nó kiểu là có cái gì nhỉ? Gọi là cái xước ấy, vải xước ấy các anh em chú ạ. Đó. Nó là vải đũi xước, đũi Nhật, cực kỳ mát luôn ý. Mặc những con này anh chú yên tâm nhà em, những cái lô hàng như thế này là em chỉ chọn những cái con mà chất liệu mát thôi, còn những chất liệu nóng bí mình mặc mùa hè đâu có được đúng không ạ. Đó, nó nền màu trắng và đây họa kiểu chất đũi xước nhá. Đấy, họa tiết dây leo này, màu rất là nhã nhặn và đẹp. Vạt áo của nó thì hơi lượn một xíu các anh chú ạ, form thì nhỏ thôi, form nó vừa phải. Mã X68, vai 45, bụng 51 và dài 70. Em này có giá là 300.000 các anh chú nhé. 300.000 em này ạ. Áo có túi đấy ạ. Toàn bộ cúc cúc của nó là cúc gỗ. Đó. Đây, tác Nhật đây các anh chú ạ. Mã X68, vai 45, bụng 51 và dài 70. Giá 300 các anh chú nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Mã X69, vai 50, bụng 57 và dài 71. Vai 50, bụng 57 và dài 71 anh nha chú ạ. Một em áo chất lụa 100%. Nền của nó là màu nâu này, các anh chú nhìn nhá, nó không phải là màu nâu trơn mà các anh chú có thể quan sát này, nó có họa tiết nhỏ xong có hình cái lá màu trắng, áo có túi ngực ạ.
Đó, úp cái cổ của nó đây, cổ của nó là cổ bẻ. Cổ V anh nha chú ạ. Mã X69, vai 50, bụng 57 và dài 71, một em áo của Hàn. Một em áo của Hàn, cúc là cúc gỗ. Tác Hàn. À, em xin lỗi, Nhật các anh nha chú ạ. Nhật nhá. Đây ạ. Có hai cúc sơ cua. Mã X69 này, vai 50, bụng 57 và dài 71 ạ. Em này có giá là 400.000 các anh nha chú nhá. 400.000. Chất nó là 100% lụa. Mặc dù là sờ nó con này thì nó không phải là mỏng tang đi đâu, khá là dày, nhưng mà mặc những con này mát lắm các anh nha chú ạ. Cực kỳ mát, mặc nó thoáng ấy. Có những ngày mà thời tiết nó nắng nóng quá, mình mặc những cái áo nó mỏng quá thì nó cũng hơi bị cảm giác nhiều nắng nó chiếu vào nó xuyên thấu đi ấy. Thì mặc những con này cực kỳ hợp luôn đấy ạ. Màu đẹp nữa đúng không ạ? Mã X69 này, vai 50, bụng 57 và dài 71, một em áo của Nhật, vạt ngang nhá các anh các chú, vạt ngang có xẻ hai bên, giá 400.000. Rất rất đẹp. Đây em lên con VIP này các anh các chú ơi. Sẽ có vài con siêu VIP ngày hôm nay. Mã X70, vai 50, bụng 60 và dài 70. Vai 50, bụng 60 và dài 70 ạ, một em áo lụa tơ tằm. Con này kiểu là lụa tơ tằm hay nào. Đẹp. Mà nó làm họa tiết nó nổi như gấm luôn. Cực kỳ đẹp và sang. Ôi con này mặc lên thì bao sang bao chất. Nhiều khi nhìn ý, người nhìn cũng không rõ bằng chính cái người mặc anh ấy chú ạ. Người mặc mới cảm nhận được là nó mát như thế nào, mặc nó nhẹ như thế nào ấy. Con này đẹp lắm, rất là sang đây. Con này là áo của Hàn và chất của nó là chất vải lụa tơ tằm nhá. Mã X70. Vai 50, bụng 60 và dài 70. Em này giá 500.000 anh nha chú ạ, 500.000. Đẹp có xẻ hai bên. Đó. Form kiểu dáng thì nó rất đơn giản thôi. Cổ nó đây ạ, mình có thể cài lên này, nhưng mà em nghĩ là bẻ ra thì hay nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Cực kỳ mát mẻ nhá. Tuy nhiên cái này dành cho các anh chú mà từ tầm 40 50 tuổi trở lên. 50 tuổi trở lên mặc những cái áo này nó sẽ hợp hơn, còn trẻ hơn thì em nghĩ là với cái màu sắc thế này nó sẽ không hợp đâu ạ, nó sẽ bị hơi già đấy ạ. Mã X70, vai 50, bụng 60 và dài 70 các anh chú ơi, một em áo của Hàn nhá. Một em áo của Hàn này. Nó áo lụa tơ tằm và có cái họa tiết nổi này. Cực kỳ đẹp luôn, giá 500.000 rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn các anh chú ạ. Mở ra một kiện hàng ấy, được vài con kiểu vip như thế thôi. Mã X71 ạ. Vai 54, bụng 60 và dài 70 này. Con này thì cũng siêu đẹp của ngày hôm nay các anh chú, nhìn họa tiết của nó này, đỉnh không? Quá trời luôn, nó là màu trắng và màu đen là hai cái màu phối với nhau thôi, nhưng mà nó có các tông màu đậm nhạt ấy. Em thấy là nó thực sự là rất là xuất sắc. Đó, như form này thì khá là to đấy ạ. Mã X71, vai 54, bụng 60 và dài 70 các anh các chú ạ. À, thật ra thì cái này ấy, các anh các chú mà vai tầm cỡ khoảng tầm 48 50 mặc cũng rất là ok. Mình có thể mặc vai chờ một xíu. Bởi vì cái phần cái vòng bụng của nó chỉ là đến 60 thôi các anh các chú ạ, mà những em áo họa tiết thế này các anh các chú mặc rộng cho em nhá. Chứ mình không nên mặc chật, trừ những con áo mà kiểu dáng slim fit hoặc những anh những chú kiểu người mình dây cây cảnh ấy thì mình mặc gọn gàng, còn không thì mình cứ mặc rộng rãi thế này giúp em. Cái này ấy, các anh các chú mặc cỡ khoảng tầm 75 đến 85 cân mặc cực kỳ đẹp luôn. Vạt ngang này. Ôi con này đẹp xuất sắc luôn. Cái hôm mà à, cái hôm cách đây 2 ngày nhà em lấy hàng về ấy, mà em cứ sờ những con này em cứ suýt xoa, đẹp cực kỳ á. Đây, ôi tác của nó này. Anh chú nhìn cái phần tác này, nó mới dã man như thế này cơ mà. Đúng không ạ? Rất rất mới luôn ấy. Của Nhật nhá, hàng của Nhật, tác mới keng xà beng, chất đẹp. Cái này nó kiểu chất lụa ấy anh nhá chú ạ. Nó là kiểu chất lụa Nhật ý. Đẹp lắm, nó không kiểu là nó không phải mỏng tang đi đâu, nhưng mà nó rất là mát và cái chất của nó hơi co giãn nhẹ này anh chú này. Đó, nó hơi co giãn nhẹ một xíu thôi, đẹp lắm. Con này kiểu là một trong những con mà xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Hôm nay chỉ có một vài con như thế này thôi. Mã X71 này, vai 54, bụng 60 và dài 70. Em này giá 500.000 anh chú nhá. Đó, rất là đẹp luôn ấy, anh chú có thể quan sát. Vạt là vạt ngang. Vạt ngang ạ, không có xẻ hai bên đâu các anh chú nhá. Kiểu dáng thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng nhất là những cái áo Hawaii này các anh chú ạ, kiểu dáng thì nó gần là như nhau hết, nó chỉ là khác nhau cái phần họa tiết và cái chất liệu để lên cái áo thôi. Còn con này nó là chất liệu vải cao cấp, cực kỳ cao cấp thực sự luôn. Mà các anh chú mình may áo những cái mà những cái hàng thương hiệu cao cấp ấy, mà những cái con như kiểu là lụa Thái hoặc là mua của Khải Siêu gì gì đó ấy, những con này em thấy là có những cái vải nhá mà nó kiểu cả mấy triệu
mấy triệu một mét liền may áo ấy các anh các chú ạ. Thì con này nó kiểu cái dòng cao cấp đến như thế luôn ý. Thực sự là rất xịn, mã X71, vai 54 bụng 60 và dài 70 nhá. Các anh các chú mà vai tầm 48 50 mình mặc rất là ok đấy ạ. Em này giá 500. Mã X71. Em lên X72 này, một em áo cực kỳ là phong cách dành cho các anh các chú mà thích thời trang phong cách lính đây. Nó lọt một con mã X72, vai 46. Vai 46 á, bụng 52 và dài là 74. Vai 46, bụng 52 và dài 74 nhá. Chất của nó là chất vải polin các anh các chú ạ. Đây. Bucaro này. Mà cái này nó có khối đấy ạ. Dành cho các anh chú mà thích thời trang kiểu là phong cách lính ấy, bụi bặm một xíu đấy ạ. Cái này có bucaro jean, có hai túi ở hai bên và cái đường may của nó các anh chú nhá, đường may của nó đấy, may bằng chỉ nổi. Đó, phía đằng sau lưng. Con này thì màu vàng cát. Rất là đẹp mà khỏe khoắn nữa. Mã X72, vai 46, bụng 52 và dài 74. Em này giá 350.000 các anh chú nhá, 350.000 một em bucaro. X72 ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Giá 350.000. Đây cái này thì anh các chú mình có thể mình kéo nó lên ý. Các anh các chú mà mình thích kiểu nó bụi bặm hơn nữa thì mình kéo cái vạt áo, vạt tay nó lên như thế này. Đó. Còn không thì mình cứ để mặc bình thường như thế này ạ. Mã X72, vai 46, bụng 52 và dài 74 ạ. Giá 350.000, vạt thì hơi lượn một xíu các anh các chú ạ. Mà cái phần hai bên đây nó có đáp thêm cái mảnh vải như thế này. X72 giá 350.000 ạ. Em lên mã X73, vai 50, bụng 62 và dài 72. Vai 50, bụng 62 và dài 72, màu xanh lá có kẻ các anh các chú nhá. Một em hiệu của 8 second đây. Chất của nó đấy, chất của nó cái này là 100% là cốt tông ấy. 100% cốt tông, một chất nó khá là nó dày dặn. Nó dày dặn, nó cảm giác nó sờ và giống như là chất đũi. Chất đũi nhưng mà nó khá là dày và cực kỳ mát luôn. Mặc những con này thì vô cùng mát, 100% cốt tông, anh các chú yên tâm mà mặc anh các chú ạ. Vạt ngang anh các chú ạ, vạt ngang mà có xẻ hai bên như thế này. Con này là hiệu của Hàn Quốc ạ. Đây anh các chú ơi, tác của nó đây, quá trời tác. Mã X73, vai 50, bụng 62 và dài 72 nhá. Cái này thì phù hợp với những anh các chú mà thích cái phong cách nó phá cách, thời trang phá cách đây ạ. Mã X73, vai 50, bụng 62 và dài 72. Em này có giá là 300.000 anh các chú nhé, 300.000. Hôm nay thì hàng nhà em thì đúng là nó rất là nhiều, đa phong cách luôn. Mã X74 ạ. Một em áo họa tiết này, một em áo họa tiết. Con này là lụa các anh các chú ạ, 100% là lụa. Mã X74, vai 49, bụng 56 và dài 74 này. Con này thì siêu đẹp luôn, chất lụa mà các anh các chú có thể nhìn họa tiết của nó nhé. Phối siêu đỉnh luôn. Đó. Nền của nó là màu, nền của nó là màu nâu ấy, nhưng mà nó cũng có họa tiết nhí này. Xong rồi nó có hoa lá cành cực kỳ đẹp. Nó không phải quá sặc sỡ nhưng mà nó rất là đẹp đúng không ạ? Này. Lát Nhật các anh em chú ạ, nó là hàng Trung Quốc xuất Nhật. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Siêu mát luôn ấy, con này đẹp lắm. Mà họa tiết rất là lạ mắt các anh em chú ạ. Mã X74, vai 49, bụng 56 và dài 74 nhá. Con này có giá là 350.000 anh em chú ạ. 350.000, siêu mát, độ mới cực kỳ cao luôn. Thật ra với những cái con áo mà chất liệu như thế này là 100% cốt tông ấy các anh em chú. Nó thường cái bề mặt vải của nó này này, nó sẽ bị hơi hơi bông lên ấy. Nhưng con này thì không. Con này thì cực kỳ mịn màng, độ mới vô cùng cao luôn các anh em chú ạ. Đẹp lắm. 100% lụa. Mã X74, vai 49, bụng 56 và dài 74 ạ. Giá 350.000, vạt ngang các anh chú nhé, vạt ngang. Đây lại là một con siêu đẹp của ngày hôm nay, một em áo của Hàn Quốc đây các anh chú ạ. Nhìn đã thấy rực lửa rồi đúng không ạ? Nền của nó là màu xanh than, ăn màu màu xanh này, màu đen và có họa tiết này. Rất là đẹp, thẩm hố. Nhưng mà form này là khá to đấy ạ. Mã X75, vai 56, bụng 64 và dài 80. Vai 56, bụng 64 và dài 80 các anh chú ạ. Đó, 80% là cốt tông, 20% là poplin. Rất là mát đấy các anh chú ạ. Mặc những con này thì mùa hè cũng khá là mát mẻ. Mà nó vải, chất vải của nó suôn ý. Nó suôn đẹp lắm.
Đó. Cái này có xẻ hai bên đấy các anh các chú ạ. Một em áo của Hàn nhá. Họa tiết thì cực kỳ đỉnh rồi. Màu sắc rực rỡ, giá 400.000, mã X75. Con này thì các anh các chú mà cỡ khoảng tầm 80 80 đến 90 cân, thậm chí là hơn mình vẫn mặc vừa. Anh em chú mình cứ ước lượng chiều cao thôi. Tuy nhiên cái form này ấy, là các anh em chú sẽ mặc dài rộng đấy, kiểu nó là như thế. Chứ thực sự là người châu Á mình ấy cũng không phải là ai quá cao, cao đến tầm khoảng 1m8 nhiều đâu. Mà nó sẽ, cái này là thiết kế phù hợp với người vóc dáng người châu Á nha. Tuy nhiên các anh em chú phải cao to nhá. Tầm cỡ khoảng cầm cao 1m7 trở lên là mặc những con này ok này. Mã X75, vai 56, bụng 64 và dài 80. Một em áo của Hàn. Chất của nó này, đỉnh không? Đẹp lắm. Giá là 400 anh chú ạ, chất kiểu là chất lụa ấy. Mã X75, vai 56, bụng 64 và dài 80 ạ, giá 400.000. Siêu đẹp luôn, màu sắc rực rỡ. Mã X76, vai 55, bụng 60 và dài 77 ạ. X76, vai 55, bụng 60 và dài 77. Đây một con kiểu phù hợp với các anh các chú kiểu phong cách đại gia đấy, mà tầm 55 tuổi trở lên các anh các chú nhá. Nó phối màu tím, tím khoai môn nhạt ấy, với lại họa tiết là màu trắng này. Chất của nó là chất vải đũi xước đấy ạ. Cực kỳ mát mẻ luôn các anh các chú ạ. Con này thì vô cùng đẹp. Đó. Toàn bộ cái đường này, nó may chỉ nổi các anh chú ạ, giống như kiểu khâu tay ấy, cực kỳ đẹp nhá. Phần này nó là gấm đấy, gấm. Còn cái này là phần đũi, 100% là vải cốt tông ấy, cực kỳ mát đây. Mã X78, vai 55, bụng 60 và dài 77 ạ. Vai 55, bụng 60 và dài 77. Em này có giá là 380.000 các anh các chú nhá. 380.000 cho các anh các chú mà thích phong cách đại gia, mã X76. Mã X77, vai 47, bụng 50. Vai 47, bụng 50 và dài 72. Một em áo của Hàn các anh các chú ạ. Một em áo của Hàn đây, chất liệu của nó rất là mát, nhẹ nhàng. Họa tiết cũng đẹp đúng không ạ? Áo có túi ngực nhá. Áo có túi ngực ạ. Form nó kiểu vừa phải thôi, phù hợp với anh những chú mà không có bụng. Mã X77, vai 47, bụng 50 và dài 72. Chất nó siêu mát này, siêu nhẹ luôn. Con này chắc là không đến 100 gram đâu các anh các chú ạ. Không đến 100 gram đâu ạ. Đó, vạt ngang. Áo của Hàn nhá các anh các chú, mã X77. Vai 47, bụng 50 và dài 72. Em này giá 300.000 nha anh chú ạ. Siêu đẹp này. Độ mới rất là cao. Hiệu Indian đấy ạ. Đó, một thương hiệu rất là quen thuộc khi mà bán cái áo sơ mi của Hàn đúng không ạ? Mã X77. Vai 47, bụng 50 và dài 72, giá 300 ạ. Một em hiệu của Hàn tiếp theo của anh chú ạ. Mã X78. Vai 49, bụng 56 và dài 72. Vai 49, bụng 56 và dài 72 ạ. Một em áo của Hàn Quốc anh em chú nhá. Này, chất cái kiểu nó là giống kiểu Hawaii ấy, áo Hawaii ấy. Chất rất là mát luôn anh em chú ạ. Mặc những con này đi biển này, đi chơi, đi du lịch, bất cứ đi đâu mát rười rượi luôn. Đó, màu nền màu đen và có những họa tiết nhí các anh em chú nhá. Top ten này, một em thương hiệu của Hàn đấy ạ. Siêu mát, em này giá 300 nghìn. X78, mã của Hàn đấy ạ. X78, vai 49, bụng 56 và dài 72, giá 300 nghìn. 300 nghìn anh em chú nhá. Mã X79 á. X79 một em áo của Hàn tiếp theo các anh em chú ơi, con này kiểu chất nó như chất lụa đây này. Nó nền màu trắng và có họa tiết là hình lá màu xanh nhạt, màu xanh ngọc, màu xanh biển ấy. Phù hợp với những chú mà thích những tông màu tươi sáng đấy ạ. Mã X79. Vai 46, bụng 55 và dài 74. Vai 46, bụng 55 và dài 74 các anh em chú ạ. Một em áo lụa của Hàn. Giá 300.000. Đây ạ. Rất là nhẹ và mát đây. Cổ của nó thì kiểu thế này, kiểu nó kiểu áo Hawaii mà nó hay may kiểu như thế các anh các chú ạ. Đó, rất là mát mẻ luôn, nhẹ tênh tình tình. Áo của Hàn các anh các chú nhá. Mã X79, vai 46, bụng 55 và dài 74 này, giá 300.000. Mã X80, một em áo của Nhật các anh các chú ạ, một em áo của Nhật. Vai 55, bụng 62 và dài 77 ạ. Con này thì kiểu dáng của nó ấy, dành cho những anh các chú mà kiểu mặc mặc cái kiểu là bị là vai trượt này, mặc cái kiểu là vai trễ chứ, em nhầm vai trễ ạ. Đó. Cái vạt sau của nó này nó sẽ may kiểu nó dài hơn vạt trước ấy. Nó may kiểu nó như thế đấy ạ.
nó dài hơn một xíu, nó dài hơn một xíu thôi, còn anh chú mặc lên thì nó sẽ cứ rất là cân đối luôn đó. Họa tiết chất liệu là 100% cotton các anh em chú nhá. Cái này ấy, không phải nó bị cũ đâu mà là cái chất cotton nó là như thế các anh em chú ạ. Mình mặc lên thì nó mới lên form dáng được, bởi vì móc của em nó hơi nhỏ. Mã X80 này, vai 55 các chú mà vai cỡ khoảng tầm 50 là mặc được đấy ạ. Vai 55, bụng 62 và dài 77 ạ. Một em áo của Nhật giá 250.000. Chất này mát. Đó, cực kỳ đẹp luôn, chất là 100% cotton này. Siêu mềm, siêu mát, họa tiết đẹp. Mã X80, vai 50, bụng 62 và dài 77 ạ. Một em áo của Nhật. Một em áo của Nhật đấy ạ. Giá là 250.000. Mã X81 ạ. Mã X81 này. Vai 52, bụng 54 và dài 73. Vai 52, bụng 54 và dài 73 các anh các chú nhá. Đây, một em của Apparel Union Made. Áo họa tiết nền màu đỏ này, có họa tiết này, hoa lá cành cực kỳ đẹp và nổi bật đây. Nhưng anh những chú mà thích cái họa tiết mà nó nổi hơn thì là mặc những con như thế này. Mã X81 ạ. Mã X81, vai 52, bụng 54 và dài 75 các anh nghe chú ạ. Vai 52, bụng 54 và dài 75 nhá. Em này giá 300.000 này các anh nghe chú này. 300.000. Áo có túi ngực ạ. Đó. Cái này thì nó không, kiểu phần bụng của nó không quá là rộng, không quá là rộng, vừa phải các anh em chú nhá. Mã X81, vai 52, bụng 54 và dài 75. Kể cả các anh em chú về ấy, mình mà thích, mình thấy nó bị dài quá chẳng hạn, thì mình có thể lên, mình có thể cắt lên. Hoặc là những anh em chú mà mình mua mà cần em cắt thì em sẽ hỗ trợ cắt. Tuy nhiên là nếu mà dưới trường hợp cắt cắt áo hoặc là lên line ấy, thì chuyển khoản cho em đủ 100% thì em sẽ cắt. Bởi vì tránh trường hợp là cắt xong các anh em chú mình không nhận hàng thì em cũng không biết, rất là khó xử lý ạ. Mã X81, vai 52, bụng 54 và dài 75. Em này giá 300.000 anh nghe chú ạ. Mã X82 này, X82. Vai 49, bụng 57 và dài 75 ạ. Một em áo của Hàn các anh nghe chú ạ. X82, vai 49, bụng 57 và dài 75, một em áo lụa của Hàn đây. Nền của nó là màu xanh than, có họa tiết là cây dừa. Màu sắc này thì nó rất là kiểu nhẹ nhàng ấy, nó không phải là những màu quá nổi bật, rất là dễ mặc, phù hợp với anh em chú mà mình không không quen, không phù hợp với để mặc những áo nổi bật đây. Đó, form nó khá là rộng rãi các anh em chú nhá. Mã X82, vai 49, bụng 57 và dài 75, một em áo của Hàn, giá 380.000 đấy ạ. 380.000 anh em chú nhá. Đây, tag của nó đây ạ. Có hai cúc sơ cua. Đó, chất lụa. Mã X82, vai 48, à vai 49, bụng 57 và dài 75, giá 380.000, vạt ngang mà có xẻ hai bên các anh em chú ạ. Đây, con này là dành cho những anh chú mà thích những tông màu nổi bật đấy ạ. Mã X83. Eo ôi con này á, siêu đẹp luôn các anh em chú ạ. Chất của nó là chất kiểu chất lụa tơ tằm ấy, đẹp lắm. Đây, cái túi của nó lại còn có hai túi, một đây, hai túi chồng lên nhau như thế này. Tuy nhiên cái này thì phù hợp với các anh các chú mà cũng phải lớn tuổi nhá. Tầm anh các chú mà từ 50 tuổi trở lên mới mặc được con như thế này. Mã X83, vai 50. Vai 50 ạ. Bụng 59 và dài 72. Vai 50, bụng 59 và dài 72 các anh các chú ạ. Một em áo của Nhật đấy ạ. Con này mới lắm. Con này là một trong những em siêu VIP của ngày hôm nay. Đây, tag của nó đây. Tag Nhật các anh các chú nhá. Chất của nó này, kiểu chất lụa tơ tằm mấy các anh các chú. Sờ nó cực kỳ là thích ý. Mình nhìn mình đã thấy cái phần trăm độ mới của nó rồi nhá. Đây các anh chú có thể nhìn nền vải này. Và màu sắc cực kỳ đều màu. Nó phối nền màu đỏ đấy, có họa tiết. Đẹp không? Siêu đỉnh. Con này là X83, vai 50, bụng 59 và dài 72 ạ. Cái này cho các anh các chú mà thích thích cái phong cách mà kiểu áo, hoặc mặc áo Hawaii ấy, mặc những cái kiểu phong cách là họa tiết này, xong nổi bật ấy, là những con như thế này đấy ạ. Mã X83 này, vai 50, bụng 59 và dài 72, siêu đẹp luôn, giá 500.000 anh các chú ạ. Giá 500. Đó, màu đỏ nhá. Họa tiết siêu đỉnh luôn, những cái chất này nó giống như kiểu là chất lụa 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 của Thái ấy. Đó, đẹp lắm, nó là lụa tơ tằm các anh các chú ạ. Thực sự nó rất là đẹp luôn.
form nó vừa phải, nó không bị quá rộng như những cái em áo mà sản xuất ở Hawaii. Nhà em hôm nay cũng có một vài áo của Hawaii đấy. Mã X83, vai 50, bụng 59 và dài 72 nhá, giá 500 nghìn, rất đáng đồng tiền bát gạo. Cái này nó có xẻ hai bên và xẻ khá là cao đấy ạ. Phù hợp với những chú mà thích cái phong cách như thế này, trông rất là đại gia đúng không ạ? Mã X83, vai 50, bụng 59, dài 72, giá 500. Mã X84, vai 52, bụng 60. Vai 52, bụng 60 và dài 80 ạ. Form này khá là dài và rộng đấy. Một em của HM các anh chú nhá. Mã X84 ạ. Vai 52, bụng 60 và dài 84. Đây một em HM đấy các anh chú này. Nền màu xanh than và có họa tiết rất là nổi bật đúng không ạ? Chất đẹp lắm. Riêng những cái dòng mà chuỗi HM này ấy, chất nó mỏng tang như thế này mà cực kỳ mặc đẹp sang. Đó. Cái này vạt là vạt nó ngang các anh chú ạ, vạt ngang áo có túi. Mã X84, vai 52, bụng 60 và dài 80, giá 320.000 các anh chú ạ. 320.000 nhá. Đây, em HM, một em hàng hiệu X84, vai 52, bụng 60 và dài 80, giá 320.000. Mã X85. Đây các anh chú nhìn này. Họa tiết kiểu giống kiểu là mấy cái em Gucci với lại Hermès ấy, anh nha chú. Mã X85, vai 48, bụng 54 và dài 75 ạ. Vai 48, bụng 54 và dài 75 nhá. Một em áo của Nhật, họa tiết. Cái này cũng là chất lụa các anh nha chú ạ. Đó, họa tiết này. Siêu đỉnh và đẹp luôn. Form nó vừa phải các anh nha chú ạ. Áo có túi ngực nhá. Có cúc sơ cua này. Có cúc sơ cua đấy ạ. Chất đẹp lắm, chất lụa. Mã X85, vai 48, bụng 54 và dài 75 ạ. Siêu đỉnh luôn, màu sắc rất là đẹp. Mà nó cái này thì nó không có phải là kiểu hoa lá cành ấy, mà nó đây kiểu họa tiết khá là lạ mắt đúng không ạ? Áo có túi ngực này, chất lụa. Giá 450.000 con này các anh các chú nhá. Mặc thích cực luôn ấy, mặc nó dáng nó suôn này, cái chất vải nó suôn đi ấy. Mã X85, vai 48, bụng 54 và dài 75, vạt ngang các anh nha chú ạ. Vạt ngang và không có xẻ hai bên đâu. Giá là 450.000. Mã X86. Mã X86 ạ. Vai 46, bụng 54 và dài 73. Vai 46, bụng 54 và dài 73 các anh chú ạ. Mã X86 ạ, một em áo họa tiết đây. Rất là trông khá là lạ mắt ấy. Nó không phải là quá sặc sỡ nhưng mà nó cực kỳ đẹp và lạ mắt anh em chú ạ. Em này của Nhật anh em chú ơi. Đó. Chất của nó là chất 100% cotton nhá. 100% cotton đấy ạ. Màu đẹp lắm. Màu siêu đỉnh, nó phối với rất là nhiều màu nhưng mà nó không bị quá sặc sỡ các anh em chú có thể nhìn. Bởi vì là những cái tông màu nổi thì nó lại là cái họa tiết nhỏ thì họa tiết nhí thôi ạ. Còn tông màu chủ đạo của nó là màu xanh có hai tông màu xanh đấy ạ. Mã X86, vai 46, bụng 54 và dài 73, một em áo của Nhật. Cái vạt của nó thì hơi lượn một xíu nhé các anh các chú. Giá 350.000. 350.000 ạ. Mã X86, vai 46, bụng 54 và dài 73, giá 350.000 ạ. Mã X87, vai 48, bụng 55 và dài 73. Vai 48, bụng 55 và dài 73, một em hiệu Renoma, một thương hiệu đến từ Pháp anh nha chú ạ. Cái chất vải của nó đây. Đó, áo có túi ngực này. Màu sắc cũng khá là lạ mắt đúng không ạ? Màu vàng, xanh rồi hồng phối với nhau nhưng tuy nhiên nhìn nó không phải là bị quá là lòe loẹt hay là nó tương phản nhau ấy. Đó, cực kỳ đẹp. Mã X87 ạ, vai 48, bụng 55 và dài 73, giá 280.000 anh nha chú nhá. Cái này là vạt ngang anh nha chú ạ. Chất rất là mát, nhẹ đấy ạ. Đó. Mã X87, vai 48, bụng 55 và dài 73, giá 280.000. Mã X88, vai 51, bụng 62 và dài 77 ạ. Vai 51, bụng 62 và dài 77 ạ. Một em spa của Hàn các nha chú ơi. Một em thương hiệu spa của Hàn nhá. Rất là quen thuộc rồi. Chất 100% cotton nó kẻ. Đây ạ. Hôm nay thì có vài em kẻ với lại áo mà kiểu chất nó cũng rất là đẹp cho nên em sẽ lên vào cái live VIP ngày hôm nay đấy ạ. Hiệu spa chất 100% cotton này, áo có túi ngực và có cái cúc to
Những cái cúc rất là to, phong cách trẻ trung ấy các anh nha chú ạ. Vạt ngang. Đó, mã X88, vai 51, bụng 62 và dài 77 ạ. Vai 51, bụng 62 và dài 77 nhá, một em áo của Hàn. Em này thì là vạt của nó là vạt hơi lượn một xíu. Giá 300.000 các anh nha chú ạ. Giá 300 nhá. Mã X88, vai 51, bụng 62 và dài 77 ạ. Giá 300.000. Ôi con này đẹp này các anh chú ơi, em áo họa tiết. Mã X89, vai 52, bụng 60 và dài 79 ạ. Vai 52, bụng 60 và dài 79 các anh chú ạ. Một em áo của Nhật. Đây, chất của nó này rất là đẹp, nó phối màu với nhau ấy. Cái tông phần phía đằng trước này thì nó là áo họa, cái phần họa tiết nhá, có tông màu tím và toàn bộ cái phần cổ áo và phần sau lưng này, tất cả còn lại thì nó lại làm cũng là màu tím cực kỳ kết hợp và tông xịt tông luôn ấy. Chất liệu đẹp lắm. Phần phần màu tím này này, kiểu là chất nó là chất đũi. À, không phải là chất kiểu chất lanh nha, lanh thái các anh chú ạ. Còn phía đằng trước này nó kiểu dạng chất lụa nhá. Đẹp lắm, con này nó phối cực kỳ đỉnh. Trông rất là lạ mắt đúng không ạ? Mã X89, vai 52, bụng 60 và dài 79 ạ. Vai 52, bụng 60 và dài 79, một em áo họa tiết phối của Nhật. Em này có giá là 300.000 anh nghe chú ạ, 300.000 nhá, tác của Nhật. Mã X89 ạ, vai 52, bụng 60 và dài 79 ạ, giá 300.000 này các anh nghe chú ơi, rất đẹp. Mã X90 ạ, vai 51, bụng 59 và dài 70, vai 51, bụng 59 và dài 70 ạ. Một em áo họa tiết chất của nó đây, chất lụa các anh chú nhé. Nền màu trắng mà có họa tiết là cây, cây dừa và trái dứa chứ. Đó, áo là vạt ngang. Chất này mặc thì rất là mát đây, phù hợp với các anh chú mặc mình đi du lịch, đi biển ấy. Mặc những con này thì siêu hợp với các anh chú, bởi vì nó cái chất áo của nó có độ bay nữa. Đó. Gì đây? Alas Company. Đây ạ. Cái tác của nó này các anh chú ơi. Đó. Mã X90. Vai 51, bụng 59 và dài 70 ạ. Em này có giá là 280.000 các anh chú nhá. Vai 51, bụng 59 và dài 70, giá 280.000 một em áo lụa. Mã X91 ạ. Mã X91. Vai 47, vai 48 ạ. Vai 48, bụng 51 và dài bụng 54. Em xin lỗi. Vai 48, bụng 55 và dài 74 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 74 các anh chú nhá. Một em áo của Hàn đấy ạ. Chất này 100% cotton, cực kỳ mềm và mát. Những con áo này nó không đến 100 gram đâu các anh chú ạ. Nhẹ lắm và cực kỳ mát luôn. Đây, tác Hàn. Độ mới rất là cao nhá. Nền của nó đấy, nền của nó là màu xanh than này, có họa tiết lá màu trắng. Kiểu họa tiết thì nó rất là đơn giản nhưng mà mặc sang lắm, mặc đẹp lắm. Vạt ngang này. Mã X91, vai 48, bụng 55 và dài 74. Một em áo họa tiết của Hàn, giá 350.000 nhá. Con này thì chất nó nhẹ tênh tình tình luôn ấy các anh chú, nó mềm mát cực kỳ. Sờ và đã thấy mát rười rượi luôn ấy. Đó, này các anh chú nhìn, nó có độ bay này. Như lụa ấy. Mã X91, vai 48, bụng 55 và dài 74, giá 350.000 các anh chú ạ, 350.000. Đây có một em áo này mà nó là trơn thôi nhưng mà nó rất là đẹp, chất nó cực kỳ đẹp đây các anh chú ạ. Chất nó nhiều chất lụa ấy. Mã X92, vai 49, bụng 56 và dài 77. Vai 49, bụng 56 và dài 77 các anh chú ạ. Em này là một em áo sơ mi của Hàn đây. Màu của nó là màu xanh than nhá, nó có kẻ, nó kẻ nhỏ thôi. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái tên thương hiệu của nó ở túi này. Dây rắc. Đó. May form dáng rất rất đẹp luôn, đường kim mũi chỉ của nó đây. Nghe chú có thể nhìn ạ. Tác Hàn. Chất đẹp lắm, chất nó suôn đẹp. Mã X92, vai 49, bụng 56 và dài 77 ạ. Giá 300.000 anh nghe chú nhá. Mã X92, vai 49, bụng 56 và dài 77 ạ. Giá 300 anh nghe chú nhá. Vạt thì hơi lượn một xíu ạ.
3X93, vai 53, bụng 61 và dài 78 các anh các chú ạ. Vai 53, bụng 61 và dài 78. Con này form khá là rộng đấy, một em của HM các anh các chú nhá. Giá 280.000. Đây ạ, một em của HM. Nền của nó là màu đen ấy. Chất nó cực kỳ mát, hôm nay có mấy em HM chất nó mát lắm. Đây ạ. Họa tiết là họa tiết cây dừa nhỏ thôi. Đó. Chất mát rời rượi, mã X93, vai 53, bụng 61 và dài 78 ạ. Giá 280.000. 280.000, cái vạt của nó thì hơi lượn một xíu các anh các chú nhá. Tác của nó đây, quá trời tác. Mã X93, vai 53, bụng 61 và dài 78 ạ, giá 280.000. Mã X94, vai 49, bụng 57 và dài là 75. Vai 49, bụng 57 và dài 75 các anh các chú ạ. Một em áo màu xanh. Màu xanh này là xanh, gọi là xanh ngọc các anh các chú. Đó, màu xanh min. Cái này phải gọi là màu xanh min. Chất là chất lụa. Chất lụa các anh các chú ạ. Đây. Palo các anh các chú nhá. Chất của nó này, nó có cái gân ấy, nó có gân như kiểu là cái sợi tơ tằm luôn ấy các anh các chú ạ, đẹp lắm. Con này đỉnh xuất sắc. Nó không có họa tiết nhưng mà mặc lên thì nó khá là lạ mắt, nó không giống như những áo sơ mi mà hàng công sở thông thường đâu. Cái này là nó cũng là thuộc cái dòng mà áo lụa ấy, áo lụa để phù hợp với các anh các chú mà có phong cách thời trang mà mình thích mặc kiểu là giống như áo form dáng của áo Hawaii ấy, các anh các chú ạ. Mã X94, vai 47, vai 49 ạ. X94, vai 49, bụng 57 và dài 75. Một em áo của Nhật, giá 300.000 các anh các chú nhá. Nó có ánh lụa tơ tằm, các anh các chú có nhìn thấy không ạ? Đó. Đẹp lắm, con này rất là đẹp. Mã X94, vai 49, bụng 57 và dài 75. Một em áo của Nhật có ánh lụa tơ tằm, giá 300.000. Mã X95 các anh các chú ạ. Vai 52 ạ. Bụng 59 và dài 73. Giá 400.000 này, một em áo của Hàn đấy ạ. Chất của nó này cực kỳ đẹp nhá các anh các chú. Một em đây ạ, của Anna Cop. Chất đẹp lắm. Thực sự là nhiều khi là em không thể tả được những cái chất này nó là như thế nào luôn ấy. Đây, khá là dày dặn nhá các anh các chú. Áo của Hàn. Chất rất là dày dặn, nền màu đen và có họa tiết chữ, rồi là có các họa tiết màu xanh, màu hồng, màu trắng này. Rất là trẻ trung. Mã X95, vai 52, bụng 59 và dài 73. Vai 52, bụng 59 và dài 73. Em này giá 400.000 các anh các chú nhá. Vạt ngang và không có xẻ hai bên đâu ạ. Đó, rất là đẹp này. Mã X95, vai 52, bụng 59 và dài 73, giá 400 ạ. X96, vai 49, bụng 59 và dài 76 ạ. Vai 49, bụng 59 và dài 76. Một em áo họa tiết của Hàn. Đó. Nền của nó là màu hồng này, họa tiết màu vàng cốm và cộng với lại màu tím. Áo có túi ngực ạ. Cái này phù hợp với anh chú mà thích, yêu thích những cái màu sắc mà nó lạ mắt đấy ạ. Cái này thì nó không phải là kiểu màu xanh, màu đỏ gì đâu. Mà nó tuy là nó phối nhiều màu nhưng mà nhìn nó không bị chói lóa gì đâu ạ. Rất là dễ mặc luôn anh chú nhá. Một em của Hàn đấy ạ. Áo của Hàn. X96, vai 49, bụng 59 và dài 75. Giá 250.000 này các anh chú. 250.000, chất 100% cotton, siêu mát này. Đó. Mã X96, vai 49, bụng 59 và dài 75, giá 250.000. Em lên mã X97, vai 45, bụng 53. Em xin lỗi ạ, vai 46 các anh chú ạ. Vai 46, bụng 53 và dài 76 ạ. Một em áo hiệu của Singapore. Đây, một em áo họa tiết này. Chất các anh chú nhìn cái màu sắc của nó phối đẹp cực kỳ luôn. Nó phối các tông màu xanh rồi đủ các màu ấy. Đây, một em của Singapore các anh chú nhá. Áo có túi ngực ạ. Và cái phần cúc của nó đây. Nó có phần nẹp bên ngoài như thế này. Chứ không phải là cái cúc lộ ra hết thế này. Nó là nẹp ạ. Form dáng rất là đẹp và trẻ trung. Vạt ngang anh các chú nhá. Đây ạ. Mã X97. Vai 46, bụng 53 và dài 76 ạ. Vạt ngang có xẻ hai bên này. Họa tiết đỉnh không?
Đó. Con này giá 380.000 anh nha chú ạ. Mã X97 ạ. Vai 46, bụng 53 và dài 76. Giá 380.000. Những kể cả những em này mà các anh chú mà về mà bị mặc nó bị dài một xíu ấy, mình cắt đi nó đảm bảo là không ảnh hưởng form dáng gì đâu, vì vạt nó là vạt ngang mà rất là dễ cắt luôn ấy. Áo có túi ngực các anh chú nhá, siêu đẹp. Con này đẹp đỉnh. Mã X97, vai 46, bụng 53 và dài 76, giá 380.000 ạ. Một em của Hana Bay các anh chú ơi. Mã X98, vai 49, bụng 63 và dài 74. Vai 49, bụng 63 và dài 74 các anh chú ạ. Một em áo của Trung Quốc xuất Mỹ, Hana Bay. Đó, họa tiết này, nền của nó nhá. Nền của nó là tông màu vàng, có họa tiết đây ạ. Họa tiết hình cây dứa. Form này khá là to đấy các anh chú ạ. Mà thực ra thì những form này các anh chú mặc to một chút, mặc rộng một chút, bởi vì mặc thế cho nó mát, chứ mặc áo Hawaii thì ít người mặc áo form nó gọn gàng nhỏ nhắn lắm ạ. Cái này là em đọc lại thông số các anh chú nhá. Mã X98 á, vai 50, bụng 63 và dài 74. Vai 50, bụng 63 và dài 74 các anh chú ạ. Giá 280.000 này. Con này siêu mát đây. Mặc những con này thì mát lắm. Đó. Chỉ có mê thôi. Mê chữ E kéo dài. Mã X98, vai 50, bụng 63 và dài 74. Hàng xuất Mỹ các anh chú nhá. Giá 280.000. Mã X99 anh chú ơi. Mã X99 ạ, một em áo họa tiết này. Cực kỳ rực rỡ. Con này thì nó dành cho các anh các chú mà yêu thích những cái tông màu mà nổi bật đây, nổi bật nhất giữa đám đông đây ạ. Mã X99 này. Vai 48, bụng 57 và dài 80. Form nó khá là dài đấy các anh các chú nhá. Về các anh các chú mình không bị nó bị dài một xíu thì cắt đi đảm bảo là không ảnh hưởng form dáng đâu ạ. Đó. Một em Forever 21 này các anh chú ơi. Sản xuất ở Ấn Độ. Anh chú nhìn cái màu của nó. Nền thì màu đen. Có họa tiết là hoa cam này, cái lá xanh. Đẹp lắm. Con này thì rất là nổi bật. Mã X99. Vai 48, bụng 57 và dài 80. Em này có giá là 380.000 các anh chú nhá. 380.000 ạ. Siêu đẹp luôn. Đây ạ. Forever. Một em hàng thương hiệu, chất nhẹ, tinh tình tình, mát rượi các anh chú ơi. Mã X99 á, vai 48, bụng 57 và dài 80, giá 380.000, vạt ngang mà có xẻ. Anh các chú mặc nó bị dài ấy, anh các chú mình cắt đi vài phân chẳng ảnh hưởng gì đâu ạ. Mã X99 nhá, vai 48, bụng 57 và dài 80, giá 380.000 ạ. Mã X100 này các anh các chú ơi, X100 một em áo của Hàn. Vai 51, bụng 55 và dài 78 á. Vai 51, bụng 55 và dài 78 anh các chú nhá. Một em áo họa tiết của Hàn rất là đẹp đây ạ. Anh chú có thể nhìn cái màu của nó là phối cực kỳ đỉnh mà nó may kiểu đối xứng ấy. May kiểu đối xứng như thế này nó cực kỳ kỳ công anh các chú ạ, bởi vì là mình phải lựa vải này, lựa vải làm sao mà nó phải đúng kiểu đối xứng với nhau ấy thì nó mới lên được cái form đúng không ạ? Anh chú có thể nhìn cái phần đẹp, phần ngực nó này đối xứng nhau. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Con này thì siêu VIP, mã X100. Vai 51, bụng 55 và dài 78. Vai 51, bụng 55 và dài 78 các anh chú ạ. Cái này thì nó có xẻ hai bên. Có xẻ hai bên khá là cao. Nếu mà nó bị dài các anh chú về cắt đi một xíu cũng không ảnh hưởng gì form dáng nhá. Em này có giá là 350.000 các anh chú ạ, 350.000. Mã X100 ạ. Vai 51, bụng 55 và dài 78 này, 350.000, chất của nó đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn mà màu khá là lạ mắt nữa. Cái tông màu thế này nó lạ mắt lắm các anh em chú ạ. Em đảm bảo là không có đụng hàng ở ngoài thị trường. Anh em chú mặc những con áo này đi đi đâu anh sẽ hỏi là mua ở đâu đấy ạ. Mà không có để mua con thứ hai đâu. Mã X100, vai 51, bụng 55 và dài 78 ạ, giá 350.000 anh em chú nhá. 350.000. X101 này các anh chú ơi. X101. Vai 4
Vai 50, bụng 57 và dài 71 ạ. Vai 50, bụng 57 và dài 71. Một em áo 100% cốt tông này. Chất nó mát lắm. Mà con này thì nó màu cái kẻ của nó khá là đẹp. Đó, cái màu của nó kẻ giống như kiểu họa tiết thổ cẩm ấy anh nhá chú. Nó áo có túi ngực nhá. Con này thì siêu mát rồi, mát rượi. Mã X101, vai 50, bụng 57 và dài 71 ạ. Hàng con này là hàng Việt Nam xuất Nhật anh nhá chú nhá. Hàng Việt Nam xuất Nhật đấy ạ. Xuất các nước. Việt Nam xuất tất cả các nước luôn đấy anh nhá chú ạ, xuất Nhật, xuất Hàn, xuất Mỹ, xuất đủ luôn ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Mã X101, vai 50, bụng 57 và dài 71. Con này có giá là 300 nghìn ạ. 300 nghìn. Siêu mát. Con này mặc mát lắm, mặc thích cực kỳ luôn. Nó chất nó khá vẫn khá là dày dặn, nó không phải là cái mỏng tang đi. Và nó có độ rủ này. Đẹp không anh em chú? Màu siêu đỉnh. Anh em chú mà tầm từ 50 tuổi trở lên nhá, mặc con này cực kỳ hợp. Mã X101, vai 50, bụng 57 và dài 71 ạ. Giá là 300 nghìn. Em lên một em tôm mì này các anh chú ơi. Một em tôm mì màu sắc rất là nổi bật đây. Mã X102. Vai 50, bụng 56 và dài 78 ạ. Vai 50, bụng 56 và dài 78 nhé các anh chú. Vạt của nó thì hơi lượn một xíu ạ. Kẻ cam, hồng rồi là các tông màu rực rỡ lắm. Đây, tôm mì 2 finger hiệu siêu đắt đỏ đấy ạ. Đó, made in Taiwan này. Tôm mì 2 finger nhá. Áo có túi ngực. Đẹp lắm, phù hợp với những anh chú mà thích mặc những cái tông màu nó nổi bật, nó khác lạ. Đấy, mã X102. Vai 50, bụng 56 và dài 78 ạ. Vai 50, bụng 56 và dài 78 nhá anh chú nhá. Em này có giá 400 nghìn. 400 nghìn một em tôm mì ạ. Mã X103. Form này thì nó vừa phải đấy anh chú ơi. X103. Vai 45, bụng 53 và dài 70. Vai 45, bụng 53 và dài 70 ạ, một em áo của Hàn đây. Chất rất là mát, 100% cốt tông, nền thì là màu xanh nước biển nhá các anh các chú, và có họa tiết hình cây hoa cam. Nổi bật luôn các anh các chú ạ. Aloha. Tác của nó đây ạ. Mã X103. Vai 45, bụng 53 và dài 70. Vai 45, bụng 53 và dài 70 các anh các chú ạ. Chất mát rồi rượi, giá 300 nghìn này. Một em áo họa tiết kiểu hoa Hawaii ấy. Chất nó mát lắm, đẹp cực kỳ luôn ấy. Độ mới khá là cao, độ mới rất cao. Mã X103, vai 45, bụng 53 và dài 70, giá 300 nghìn ạ. Đây em lên một em của Hawaii đây, made in Hawaii luôn nha chú ạ. Mã X104. Vai 51 ạ. Vai 51, bụng 62 và dài 79. Đây, một em họa tiết Hawaii. Anh em chú nhìn nhá. Đó, cờ Mỹ này, made in Hawaii, USA. Đẹp lắm, con này thì nó chất 100% cốt tông, nền của nó là màu xanh có họa tiết như thế này. Đó, form này khá là to đấy ạ. Áo Hawaii mà, kể cả những cái form mà size nó size S, M nó đã to rồi. Mã X104. Vai 51, bụng 62 và dài 79 á. Giá 380.000 anh nhá chú ạ. 380.000. Mã X104. Vai 51, bụng 62 và dài 79 á. 380.000 anh nhá chú nhá. Một em Hawaii. Này, con này chất siêu đẹp này anh nhá chú ơi. Chất lụa mát. Mã X105. Vai 53, bụng 64. Vai 53, bụng 64 và dài 77 anh nhá chú ạ. Một em áo lụa của Hàn. Em này giá 350.000 này. Màu họa tiết này, phối cực kỳ đỉnh luôn. Nó nhẹ, nó bay này. Áo đẹp lắm. Những con này á, mặc thì hơn cả không mặc. Đây ạ. 100% là lụa đây các anh em chú ơi. Hồng Di Siêu. Một cái tên thương hiệu ấy. Đó. 100% là lụa đấy ạ. Chất mát lắm các anh em chú ơi. Nó, con này nó vo vào ấy. Nếu mà một con áo như thế này các anh chú mà đi du lịch cầm cỡ khoảng tầm 7 con áo như thế này mà đi mấy ngày thì chắc là chỉ cần một cái vali nhỏ xíu, bởi vì nó rất là nhỏ, chắc là vo và cỡ bằng một vốc tay này. Đó. Rất là nhẹ nhàng và họa tiết đẹp nữa.
nó phối hình khối đẹp lắm các nhá chú. Mã X105 này, vai 53, bụng 64 và dài 77 ạ. Một em áo lụa Hàn 100%, giá 350.000 các anh chú nhá. Chất này, chất của nó bay, vạt của nó là vạt ngang các anh chú ạ. Mã X105, vai 53, bụng 64 và dài 77, áo có túi ngực, giá 350.000, 350.000. X106, một em áo của Hàn đấy ạ. Một em áo của Hàn. X106, vai 52, bụng 59. Vai 52, bụng 59 và dài 79 các anh nhá chú ạ. Nền của nó là màu xanh, có phối họa tiết nhá, cái phần cổ của nó này, rồi phần túi của nó và phần dưới gấu của nó đây. Là nó đây ạ. Nó may rất là kỳ công các anh nhá chú nhá. Nó phải lụa vải ấy, nó phải lụa vải đây ạ. Đúng cái phần cuối vải của nó ấy, thì nó vào cái phần tay như thế này. Rồi phần túi và phần gấu áo. Đó. Màu sắc rất là sặc sỡ và nổi bật. Mã X106 này, một em áo của Hàn, chất 100% cotton các anh chú ơi. 106, vai 52, bụng 59 và dài 79. Vai 52, bụng 59 và dài 79, vạt ngang. Em này giá 300.000 các anh chú nhá. X106 này. Vai 52, bụng 59 và dài 79 á. Em này có giá là 300.000 đây ạ. Cực kỳ đẹp. Đây một em áo họa tiết này. Anh các chú nhìn. Rất rất đẹp, mã X107, vai 51, bụng 55 và dài 71. Vai 51, bụng 55 và dài 71. Đây nền của nó màu cam đất anh các chú ạ. Và nó có phối họa tiết hình khối như thế này, áo có túi ngực nhá. Rất là đẹp. Chất của nó kiểu là thế này. Để em xem ạ. 100% là ni lông, made in Indonesia. Đó. Đẹp lắm, con này giá 400.000 này. Rất đẹp, màu nổi bật. Tuy nhiên nó không bị chói quá đâu. Mặc cái tông màu thế này nó màu cam đất chứ nó không phải là cái màu cam sáng kia. Mã X107, vai 51, bụng 55 và dài 71 ạ. Vai 51, bụng 55 và dài 71 anh em chú ạ, giá 400.000 nhá. 400.000 ạ, made in Indonesia. Mã X107, vai 51, bụng 55 và dài 71. 400. Mã X108 ạ, vai 48, bụng 55 và dài 72. Vai 48, bụng 55 và dài 72 các anh em chú ạ. Một em áo của Hawaii đây. Đó. Nền của nó là màu xanh than, có họa tiết màu trắng. Cái này nó kiểu nó phủ như phủ sơn ý anh em chú. Nhưng mà em đảm bảo nó là hàng cao cấp cho nên là không có chuyện là dễ bong chóc đâu ạ. Khúc gỗ nhá, họa tiết áo này của Hawaii. Đó. Mã X108 ạ, vai 48, bụng 55 và dài 72. Em này có giá là 350.000 anh em chú ạ, 350.000. X108, vai 48, bụng 55 và dài 72 ạ. Một em Hawaii đấy ạ. Giá 350.000 ạ. Mã X109, một em áo của Hàn anh em chú ạ, một em áo của Hàn 100% cotton. X109. Vai 45, à vai 47 ạ, vai 47, bụng 52 và dài 75. Vai 47, bụng 52 và dài 75, một em áo của Hàn. Anh em chú nhìn cái phần cái họa tiết của nó này, phối rất là đẹp luôn. Tông làm nó rất là nhiều màu, màu rêu, màu xanh ngọc rồi màu tím khoai môn, đủ các màu luôn. Nhưng mà nó không hề kiểu bị chói quá ấy. Đó. Vạt là vạt ngang anh em chú nhá. Mã X109 này, vai 47, bụng 52 và dài 75, em áo của Hàn 100% cotton đấy ạ. Đây anh em chú ơi. Giá 300.000 anh em chú ạ, mã X109 này, chất cực kỳ mát, 100% cotton này, mát rồi rượi. Vai 47, bụng 52 và dài 75 ạ, giá 300.000. X110. X110, một em áo Hawaii form nhỏ. Rất là hiếm gặp một em áo Hawaii form nhỏ như thế này đấy ạ. X110, vai 46, bụng 52. Vai 46, bụng 52 và dài 72 các anh các chú ạ. Một em áo Hawaii form size nhỏ. X110 đây, size S nhá. Hawaii đây. Chất của nó thì là kiểu cũng là chất cotton nhưng mà nó khá là đanh. Đó, họa tiết kiểu đơn giản lắm. Nó là nền màu ghi các anh chú ạ, nó có họa tiết màu trắng này. Xong đây có họa tiết hình cây, cái dọc này thì nó màu xanh than nhá. Đó. Còn nền của nó là màu ghi đấy ạ.
Nền của nó màu ghi sáng. Mã X110, vai 46, bụng 52 và dài 72. Em này giá 350.000 anh em chú ạ. 350.000. Mã X110, vai 46, bụng 52 và dài 72. 350.000 ạ. X111 ạ. Vai 43, bụng 50 và dài 69. Vai 43, bụng 50 và dài 69 ạ. Một em áo chất lụa của Hàn anh em chú ạ. Form này nó nhỏ này, phù hợp với kiểu dáng slim fit anh em chú ơi. Dáng slim fit nhá. Nó chất lụa, có họa tiết dây leo nhỏ. Mã X111, vai 43, bụng 50 và dài 69, giá 300.000. 300.000 ạ, vạt của nó là vạt ngang anh em chú nhá, phù hợp với anh em chú mà mình dây cây cảnh đấy ạ. Mã X111, vai 43, bụng 50 và dài 69, giá 300.000 ạ. Em lên một em Beverly Hills Polo Club anh em chú ơi. Mã X112, vai 51, bụng 60 và dài 79. Form nó khá là to, nhưng mà là một em hàng hiệu siêu đắt đỏ luôn. Mình hay gặp ở những em polo ấy, thì hôm nay có một em sơ mi như thế này. Chất của nó đẹp đỉnh cực kỳ. Đây ạ. Màu sắc cực kỳ sang, màu xanh, màu ghi, màu xanh than đó. Tên thương hiệu ở trên túi này các anh chú nhé, toàn bộ cái này nó thêu đấy ạ, thêu vào cái logo thương hiệu đó. Con này thì form to đấy ạ. Mã X112, vai 51, bụng 60 và dài 79 á. Vai 51, bụng 60 và dài 79 á. Em này giá 350.000 các anh chú nhé, 350.000. Mã X112, vai 51, bụng 60 và dài 79, chất đẹp lắm á. Chất đẹp cực kỳ luôn, giá 350.000 này các anh chú. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả hơn 50 sản phẩm áo sơ mi họa tiết các anh chú ạ. Các anh chú cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832625789 để em Thanh gửi hàng ạ. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc các anh chú nhé. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.